Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại ngoại ô thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Có lẽ tất cả chúng ta đã từng trải qua giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì rồi đúng không ạ? Thực ra mỗi người sẽ trải qua giai đoạn này một cách khác nhau. Có người thì không có nhiều thay đổi lắm về tâm lý, vẫn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ và vượt qua giai đoạn này một cách khá vững vàng. Nhưng cũng có rất nhiều người bị sa ngã ở giai đoạn này, dẫn đến cánh cửa thành công gần như đã đóng lại đối với họ sau này và cần rất nhiều nỗ lực để làm lại. Giới trẻ bây giờ được tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm. Ngoài những hiểu biết vượt bậc mà cuộc sống hiện đại mang lại, thì cũng đi kèm với nhiều vấn đề phức tạp trong giai đoạn này. Hôm nay cũng là một câu chuyện như thế. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án để tạo thêm động lực cho nhóm chúng mình nhé. Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2010, ông Lưu là một người dân sống tại ngoại ô thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, đang làm việc trên cánh đồng. Khu ruộng này đã gặt xong đa số, chỉ còn trơ lại những gốc dạ khô trên những cánh đồng đã cạn và nứt nẻ từ sau một gặt trước, và một số nơi thì bắt đầu cấy sớm. Buổi sáng sớm hôm đó, người đàn ông này nhìn thấy một thứ gì đó màu cam nổi bật ở giữa cánh đồng phía xa xa. Nhưng ông ta cho rằng đó là một túi ni lông đựng rác có màu sắc nổi bật ai đó đã vứt đi, nên cũng không quan tâm nhiều, chỉ tiếp tục công việc của mình. Đến khoảng 10 giờ trưa, khi vợ ông đi ra ruộng để giúp chồng một số công việc đồng áng lặt vặt, và khi hai vợ chồng chuẩn bị đi về ăn cơm, thì người phụ nữ này chợt nhìn thấy một chiếc áo khoác màu cam. Nó còn rất mới, không giống như một món đồ ai đó đã vứt đi. Chiếc áo nằm nổi bật trên bờ ruộng cách nơi mà bà đang đứng khoảng vài chục mét. Vì cảm thấy tò mò, người phụ nữ này đi về hướng đó và nhìn xung quanh, thì bàng hoàng phát hiện ra thi thể của một cô gái trẻ nằm dưới quãng ruộng ngập. Thực ra thì chiếc áo khoác màu cam thì rất nổi bật nên nhiều người đi qua quãng ruộng này có thể nhìn thấy. Nhưng còn thi thể của cô gái thì mặc quần áo tối màu lẫn với màu bùn đất. Hơn nữa lại nằm ở dưới nơi ruộng trũng nên hơi khó phát hiện. Hai vợ chồng người nông dân đã hoảng hốt gọi điện báo cảnh sát khi phát hiện sự việc. Khi cảnh sát đến hiện trường, khu vực này là cánh đồng lúa rất rộng lớn. Có một con đường bê tông là lối dẫn ra khỏi làng. Con đường này cách nơi tìm thấy thi thể khoảng 30 mét. Nạn nhân là một cô gái rất trẻ, chừng 16-17 tuổi, nằm quay đầu về hướng Tây Bắc, chân quay về hướng Đông Nam. Như các bạn đã quan sát, nơi tìm thấy xác nạn nhân ở phía sau bờ ruộng được đắp bằng đất. Vị trí tìm thấy thi thể hơi trũng ngập. Ở đây không có rơm rạ, bùn đã lấm từ đầu phần bụng, có dấu vết giằng co. Bùn đất tạo thành vết bắn chéo trên áo và da của nạn nhân. Thi thể nằm ngửa, đầu nghiêng sang trái, mái tóc xõa ra đã ướt sũng bùn. Quần của nạn nhân bị kéo xuống tới đùi, chân đi tất trắng. Nạn nhân cao khoảng 1,6 mét, trên người không có vết thương hở do vật nhọn gây ra. Cổ có vết hằn tím rõ ràng và hai vết bầm móng hằn chéo vào cổ. Chiều dài của vết móng chừng 1 cm, dạng vòng cung. Xác định là vết tích được gây ra bởi móng tay cái của hung thủ trong lúc bóp cổ nạn nhân. Căn cứ vào tình trạng quần của nạn nhân bị kéo xuống, cảnh sát bước đầu xác định đây khả năng cao là một vụ án cưỡng hiếp và giết người. Nạn nhân chết chưa tới 12 tiếng, tức là thời điểm xảy ra vụ giết người là khoảng 10 giờ đêm ngày hôm trước. Các bác sĩ pháp y cũng đã thu được mẫu tinh dịch trong cơ thể của nạn nhân, đưa về xét nghiệm DNA và chờ kết quả để so sánh. Tiếp tục tìm kiếm về phía bờ ruộng, cảnh sát tìm thấy một chiếc điện thoại di động màu trắng rơi trong khu ruộng ngập nước. Chiếc điện thoại đã bị hư hỏng. Vị trí rơi này cách nơi thi thể nằm không xa lắm, khoảng 3 mét. Ở cách chân của người quá cố khoảng hơn 2 mét về phía nam, có một chiếc giày cao gót màu đỏ bên chân phải. Đế giày dính rất nhiều bùn đất. Do tìm theo những lỗ do giày cao gót tạo ra trên khu ruộng, cảnh sát đã xác định được dấu giày của cô gái trẻ này kéo dài từ ruộng trũng qua bờ cỏ đắp bằng đất, qua một khu ruộng lúa đầy rậm rạp, sau đó đến ven đường bê tông. Như các bạn thấy trên màn hình, họ bắt đầu đánh số từ 1 là nơi bắt đầu những dấu vết giày đầu tiên của cô gái trên bờ ruộng. Rồi theo dấu chân này, lần lượt đánh số tiếp những dấu gót chân tiếp theo. Như bình thường thì không ai tự dưng đang đi trên đường bê tông mà lại chạy xuống ruộng như vậy. Trừ tình huống bị ngã xuống
hoặc những trường hợp đặc biệt cần thiết nào đó. Chứ chưa nói đến trường hợp lại đi giày cao gót như cô gái này. Chắc chắn không thể tự dưng cô ấy chạy xuống quãng ruộng bùn đất như vậy cả. Những dấu giày gót nhọn để lại trên khu ruộng này cho thấy hoặc là nạn nhân đang bị truy đuổi, hoặc cô ấy đang bị khống chế, bị hung thủ lôi theo xuống khu ruộng. Sau khi quan sát kỹ, cảnh sát tìm thấy một số dấu giày nam. Đế giày có họa tiết dạng nhiều vòng tròn đồng tông được hình thành bên cạnh, dẫm đè lên dấu gót nhọn do đôi giày cao gót để lại. Dựa vào kích thước cỡ giày cho thấy đây là dấu giày nam của một người trưởng thành, tương đương cỡ chân số 41. Những dấu vết giày nam để lại tuy không rõ ràng như dấu gót nhọn của giày cao gót, nhưng cũng cho thấy hai người này đã di chuyển cùng một quãng đường y hệt nhau. Trên màn hình của các bạn, mũi tên màu xanh đang biểu thị hướng di chuyển của nạn nhân từ đường bê tông chạy xuống, sau đó rẽ ngang trên khu ruộng cạn, tiếp tục chạy vắt qua bờ cỏ đắp bằng đất, rồi tiếp tục sang khu ruộng trũng là nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Tổng cộng có 17 dấu gót chân được tìm thấy. Theo suy luận của cảnh sát, dấu vết chân của hai người, hung thủ và nạn nhân bắt đầu đều gặp nhau ở con đường bê tông. Sau đó hai bên giằng co chống cự, nạn nhân đã bỏ chạy xuống bờ cỏ và hung thủ đuổi theo. Tại khu vực bờ cỏ, dấu gót giày của nạn nhân vẫn là đi xuôi cùng hướng. Tiếp tục khi xuống giữa khu ruộng cạn, có nhiều dấu chân, cả hai người xoay theo nhiều hướng tại cùng một chỗ. Điều này cho thấy là khi giữa ruộng, hung thủ và nạn nhân đã có giằng co thêm một lúc. Tiếp theo là những dấu giày đi ngược. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã đuối sức, bị hung thủ khống chế, kéo đi giật lùi vào sâu trong ruộng lúa trũng. Cảnh sát cũng đã tìm thấy mặt dây móc điện thoại di động hình chú thỏ hồng của cô gái rơi ở bên cạnh một con mương trên đường cao tốc, đồng thời xác định được chính xác vị trí đầu tiên mà nạn nhân bị tấn công. Cũng căn cứ vào việc nạn nhân đi bộ trên quãng đường này bằng giày cao gót vào ban đêm, cảnh sát cho rằng khả năng cô ấy cũng không xác định sẽ đi bộ một quãng đường dài, nên có thể nạn nhân phải là người ở gần đây, và khả năng cao nghi phạm cũng là người gần khu vực. Đây là khu vực vắng vẻ, nhất là vào ban đêm thường không có ai qua lại. Vậy liệu hung thủ và nạn nhân chỉ tình cờ gặp nhau, hay hai người có quen biết với nhau từ trước và hẹn gặp nhau ở đây vì mục đích gì? Họ có mâu thuẫn gì với nhau hay không? Bây giờ điều quan trọng nhất là phải xác định được danh tính của nạn nhân là ai, nên cảnh sát đã tập trung tỏa ra các làng lân cận, thậm chí là đến cả một thị trấn khá lớn, cách con đường này vài cây số là thị trấn Tây Hà để điều tra. Nhưng không ai nhận ra nạn nhân, và không chỉ là người dân mà cả các cán bộ quản lý dân số trong khu vực này cũng không biết nạn nhân là ai. Chẳng lẽ nạn nhân không phải là người ở gần đây? Khu vực này hoang vắng. Vào thời điểm 2010, camera công cộng cũng chưa phổ biến lắm, nên không có bất cứ hình ảnh dữ liệu nào ghi được để phục vụ điều tra. Thông tin về việc phát hiện xác chết của cô gái trẻ khiến nhiều người dân ở đây cảm thấy sợ hãi, không dám ra đường vào ban đêm, đặc biệt là phụ nữ. Cảnh sát Tùy Châu đã thành lập đội đặc nhiệm để tập trung điều tra vụ án này nhanh nhất. Chiếc điện thoại di động màu trắng của nạn nhân tuy đã hư hỏng nặng, nhưng SIM điện thoại và thẻ nhớ vẫn còn sử dụng được. Cảnh sát đã có được báo cáo viễn thông từ số SIM điện thoại của cô gái trẻ, và từ đó thấy có 3 số điện thoại thường xuyên liên lạc với nạn nhân nhất. Ngay vào thời điểm xảy ra sự việc, 3 số này đều liên tiếp nhắn và gọi cho cô gái khoảng từ 7 cho đến 10 giờ. Vì trong thẻ nhớ của điện thoại cô gái có một số hình ảnh về cảnh nông thôn, cánh đồng lúa và một căn phòng nhỏ. Những hình ảnh này không phải dạng hình ảnh phong cảnh đẹp giống như hình ảnh tải từ trên mạng về, mà nhìn nó thực tế và bình dân. Chỉ là những quang cảnh về nông thôn được chụp bình thường, không có tính nghệ thuật và xử lý màu sắc ảnh. Nên cảnh sát cho rằng rất có thể những hình ảnh này là gần nơi nạn nhân sinh sống. Vậy là lúc này hướng điều tra tập trung vào 3 số điện thoại thường xuyên liên lạc với nạn nhân và những bức ảnh chụp phong cảnh cùng với những dấu giày nam ở hiện trường. Cảnh sát đã chia thành 3 nhóm để điều tra về từng manh mối cụ thể. Một nhóm điều tra dấu giày, nhóm thứ hai điều tra những bức ảnh trong điện thoại của nạn nhân, và nhóm còn lại điều tra danh tính của 3 số điện thoại thường xuyên liên lạc với cô gái. Trước tiên cảnh sát đã vẽ lại hình ảnh hoa văn dưới đế giày của đôi giày nam theo dấu vết để lại trên khu ruộng ở hiện trường. Tiếp theo đó, cảnh sát đi tới gần như hầu hết tất cả các cửa hàng giày được buôn bán ở thành phố Tùy Châu và cả các thị trấn lân cận để tìm kiếm.
đến các chợ bán buôn để hỏi người bán. Họ hy vọng tìm kiếm được thông tin về người mua hoặc có những video ghi lại được hình ảnh của những người từng mua nó để khoanh vùng điều tra. Nhưng sau những nỗ lực đó, cảnh sát không thu được kết quả gì. Không có một cửa hàng nào xác nhận bán loại giày có hoa văn ở đế giày giống như hình vẽ của cảnh sát. Vậy đôi giày của nghi phạm đã được mua từ đâu? Không lẽ hắn mua đôi giày này từ một địa phương khác? Bây giờ mời các bạn hãy nhìn qua mẫu hoa văn giày đã được cảnh sát phác thảo lại từ những dấu giày nam ở hiện trường để đi tìm nha. Thật sự không biết các bạn có đang suy nghĩ giống như Duy khi nhìn vào bản vẽ lại dấu hoa văn giày này không? Không phải mình chê xấu đâu nha. Chỉ là khi Duy nhìn cái bản phác thảo này, Duy có suy nghĩ là nếu như mà gia đình Duy có bán dép, thì từ mẫu phác thảo đến giày này, chắc chắn mình cũng không thể tưởng tượng ra mẫu nào với mẫu nào luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục với nhóm cảnh sát thứ hai. Điều tra những bức ảnh trong điện thoại của nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng lưu những bức ảnh trên điện thoại di động vào hệ thống nội bộ để cho các cảnh sát trong khu vực Tùy Châu đều có thể truy cập và theo dõi vụ án. Chỉ sau một tiếng kể từ thời điểm những bức ảnh được đăng tải, một cảnh sát từng làm việc tại làng Sa Hà cách hiện trường khoảng 3 km báo cáo rằng anh ấy nhìn quang cảnh này rất quen, hình như được chụp ở cánh đồng làng Hà Sa mà anh đã từng đi qua nhiều lần để làm nhiệm vụ. Sau đó người cảnh sát này đã lái xe đưa nhóm đặc nhiệm tới khu vực mà anh ấy nói cảm thấy rất giống quang cảnh trong tấm ảnh. Và quả thật, đó chính xác là quang cảnh ở xóm 12 làng Sa Hà. Để nhanh chóng xác định danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã tập trung điều tra quy mô lớn trong ngôi làng này. Họ cẩn thận mô tả đặc điểm cùng các vật dụng của nạn nhân và tìm từng hộ dân trong làng để xác định. Cuối cùng một số dân làng đã nhận ra cô gái trong bức ảnh. Họ nói cô gái này họ Diêu, tên thường gọi ở nhà là Tiểu Khiết. Cảnh sát đã nhanh chóng được người dân chỉ đường cho tới nhà Tiểu Khiết. Khi họ tới nơi và gặp mẹ Tiểu Khiết đang ở nhà, cảnh sát hỏi bà về con gái và được biết là hiện tại Tiểu Khiết không có nhà. Cảnh sát liền đưa cho mẹ của Tiểu Khiết xem ảnh chụp chiếc áo màu cam, đôi giày đỏ và chiếc móc khóa hình con thỏ bông rơi ở hiện trường vụ án. Lúc này thì mẹ của Tiểu Khiết suy sụp hoàn toàn. Bà cho biết rằng sáng nay khi bà thức dậy, thấy cổng và cửa ngoài phòng khách vẫn còn khóa phía trong, nhưng phòng con gái đã mở cửa và cửa hành lang. Mẹ của Tiểu Khiết đã dẫn cảnh sát tới căn phòng nhỏ. Đây là phòng riêng của Tiểu Khiết, có một chiếc giường đơn và một chiếc tủ đỏ. Nội thất rất đơn giản. Cảnh sát đã tìm kiếm trong phòng nhưng không có manh mối gì đáng giá. Từ cửa căn phòng riêng của cô bé này, rẽ phải qua một hành lang ngắn chừng 1,5 m là tới cửa ở lối hành lang thông ra khoảng sân sau. Cánh cửa của hành lang cũng đã bị mở từ phía trong. Từ đây sẽ dẫn ra khoảng sân đầy lá khô và những cành cây gãy. Bờ tường gạch ở đây khá thấp, chỉ khoảng 1 m với những cây dây leo dại. Mẹ Tiểu Khiết còn kể lại, lúc sáng bà còn thấy một chiếc ghế đầu đặt ở gần bờ tường gạch. Mẹ Tiểu Khiết biết ngay được là cô con gái đang độ tuổi nổi loạn của mình lại đặt chiếc ghế ở đây để dễ dàng trèo ra ngoài chơi đêm. Trước đây cũng có nhiều lần như thế, nhưng Tiểu Khiết luôn trở về trước khi trời sáng. Chỉ có lần này là đến buổi chiều hôm sau, con gái vẫn chưa về. Mẹ của Tiểu Khiết cũng đã nhiều lần nhắc nhở, khuyên răn con gái, nhưng Tiểu Khiết ương bướng không nghe lời. Và vì bà còn bận công việc để duy trì sinh hoạt phí cho cả hai mẹ con, nên cũng không thể quản lý con gái hoàn toàn được. Gia cảnh của Tiểu Khiết cũng không được trọn vẹn, kinh tế gia đình không khá giả. Tiểu Khiết là con nuôi trong gia đình này. Mẹ ruột của Tiểu Khiết đã bỏ nhà đi không lâu sau khi cô bé được sinh ra, bởi không chịu nổi gia đình nghèo khó và phức tạp khi sống chung với cha mẹ chồng. Cha của Tiểu Khiết sức khỏe không tốt, nhưng để có tiền gửi về nhà chăm sóc nuôi cha mẹ già nên đã đi làm việc ở xa. Tiểu Khiết từ lúc mới 6 tháng tuổi đã được giao cho gia đình bác ruột nuôi nấng. Vài năm trước, cha nuôi đã qua đời, chỉ còn mẹ nuôi và Tiểu Khiết sống chung với nhau. Theo lời mẹ nuôi, Tiểu Khiết lúc nhỏ rất ngoan ngoãn và dễ thương. Nhưng từ khi bắt đầu vào cấp 3, cô bé thường xuyên sử dụng các ứng dụng chat chít trên mạng xã hội, sau đó bỏ học và hay ra ngoài chơi khuya. Đã nhiều lần cô gái trẻ này trèo qua tường rào vào ban đêm để đi chơi tới gần sáng mới về. Tiểu Khiết đang ở độ tuổi thiếu niên, có phần nổi loạn và không hài lòng với những nguyên tắc, những lời dạy bảo của mẹ nuôi, nên đã nhiều lần cãi nhau kịch liệt với mẹ và bỏ nhà đi bụi vài hôm. Mẹ Tiểu Khiết vì ngại chuyện con gái bỏ nhà đi, bị hàng xóm biết thì xấu hổ,
nên từ đó cũng không còn quá gay gắt với con gái. Sau khi xác định được danh tính của nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra rằng nạn nhân ít mối quan hệ ngoài đời thực. Do Tiểu Khiết đã bỏ học, thường thì ban ngày cô bé chỉ ở nhà, không đi đâu, cũng không liên lạc với các bạn học cũ, kể cả với hàng xóm cũng rất ít khi Tiểu Khiết giao tiếp với họ. Cô gái trẻ này dành phần lớn thời gian ở trong phòng và chỉ kết bạn và tâm sự với người khác giới trên Internet. Tiểu Khiết cũng không có mâu thuẫn hay thù hận cá nhân sâu sắc gì với ai. Lúc này thì cảnh sát cũng đã điều tra 3 số điện thoại thường xuyên liên lạc với Tiểu Khiết trước khi cô gái trẻ này gặp nạn. Cả 3 số điện thoại này đã liên tục gọi cho Tiểu Khiết vào đêm mà cô ấy bị giết. Khá thuận lợi là những số điện thoại di động này đều được đăng ký bằng tiền thật. Cảnh sát lần lượt tìm ra 3 người đàn ông này đều là người huyện Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc. Trong đó có một người đàn ông sống ngay ở làng Hà Sa, cách nhà nạn nhân không xa lắm. Nghi phạm đầu tiên là Trần Dương, ông ta năm nay 50 tuổi. Người này có chênh lệch tuổi tác với nạn nhân khá lớn, nhưng lại thường xuyên gọi điện cho Tiểu Khiết. Điều này là rất bất thường. Khi điều tra thêm về ông ta, cảnh sát biết rằng Trần Dương quá vợ đã lâu, gia cảnh khá giả. Với điều kiện của ông ta thì có thể dễ dàng kết hôn lần nữa. Nhưng ông ta lại thích cuộc sống độc thân và cặp kè với nhiều người phụ nữ khác nhau. Người đàn ông này có tai tiếng xấu trong làng. Hầu như khi cảnh sát hỏi về Trần Dương thì dân làng đều trả lời với một thông tin giống nhau, kiểu như là già mà không nên hết. Thường xuyên dùng quà cáp để tặng cho phụ nữ từ già tới trẻ để dụ dỗ, bất chấp đối tượng chỉ đáng tuổi con tuổi cháu mình. Chính vì thế mà nhiều lần đã xảy ra xô xát với những gia đình khác trong làng về việc ông ta có mối quan hệ không chính đáng với con gái của họ. Cảnh sát đã trực tiếp hỏi mẹ của Tiểu Khiết về việc này và được bà cho biết rằng Trần Dương có vẻ quan tâm đặc biệt đến Tiểu Khiết, thường liên lạc với con gái bà ta và có vẻ là cũng thân thiết với nhau. Lâu lâu ông ta lại mua và mang một vài món ăn ngon mà Tiểu Khiết thích đến trước cửa nhà, rồi nhiều lần lại gọi điện nhắn tin dù Tiểu Khiết tới nhà riêng của ông ta. Mẹ của Tiểu Khiết đã một vài lần to tiếng với Trần Dương và nói ông ta hãy tránh xa con gái bà, đồng thời cảnh cáo Tiểu Khiết về mối quan hệ này. Tất cả những dấu hiệu này khiến cho cảnh sát nghĩ rằng có khả năng Trần Dương phạm tội rất cao, vì thế họ đã thẩm vấn người đàn ông này. Ông ta lập tức thừa nhận có mối quan hệ mật thiết với Tiểu Khiết, đồng thời cũng nói đúng là đã gọi điện nhiều lần cho Tiểu Khiết vào đêm ngày 27 tháng 12, khi đó đã là khoảng gần 10 giờ đêm. Ông ta hỏi Tiểu Khiết đang làm gì. Tiểu Khiết nói cô đang ở ngoài đường. Trần Dương thắc mắc tại sao Tiểu Khiết lại ra ngoài một mình vào lúc đêm khuya thế này. Muốn đi đâu? Có cần ông ta đưa đi không? Tiểu Khiết nói không rồi cúp máy. Sau cuộc nói chuyện, Trần Dương lập tức trong đầu nảy sinh ý đồ xấu, cho rằng Tiểu Khiết cãi nhau với mẹ nên bỏ nhà đi và giờ không có chỗ ở, nên liền vội vàng lấy xe máy chạy tới khu vực gần nhà của Tiểu Khiết để tìm cô gái trẻ này và tính dụ Tiểu Khiết về nhà mình. Nhưng tìm mãi không thấy Tiểu Khiết đâu. Ông ta liền gọi cho Tiểu Khiết lần nữa và hỏi cô ấy đang ở đâu. Tiểu Khiết nói cô đã đi bộ ra khỏi làng vài cây số rồi. Nghe vậy, Trần Dương liền lái xe vài km nữa theo con đường dẫn ra khỏi làng để tìm Tiểu Khiết nhưng không thấy. Lúc này trời đã khuya, mùa đông vừa lạnh vừa tối. Trần Dương cảm thấy bực bội, gọi lại lần nữa thì thấy điện thoại của cô gái trẻ này đã tắt máy, nên ông ta đành quay về nhà. Tuy nhiên, cũng không có ai làm chứng cho Trần Dương với lời khai này. Vì ông ta sống một mình, nhưng những lời khai về thời gian của gọi thì trùng khớp với lịch sử viễn thông. Qua cuộc phỏng vấn, từ thái độ và những thông tin mà Trần Dương cung cấp, cảnh sát phát hiện ra ông ta còn chưa biết tin Tiểu Khiết đã bị giết. Và thực sự giữa hai người cũng có mối quan hệ thân thiết hơn bình thường. Tuy chưa có thông tin gì để buộc tội Trần Dương, nhưng không thể loại ông ta ra khỏi danh sách nghi phạm. Người đàn ông nghi phạm tiếp theo là Lưu Kha, 19 tuổi. Hai người quen nhau qua mạng xã hội. Người đàn ông này đi làm xa và thỉnh thoảng mới trở về nhà. Nơi anh ta sống là ở thành phố Tùy Châu, cách làng Sa Hà chừng 30 km. Tiểu Khiết và Lưu Kha đã gặp nhau vài lần. Và lần này, vì anh ta lại chuẩn bị đi làm xa ở ngoại tỉnh nên muốn hẹn gặp Tiểu Khiết lần nữa trước khi đi. Vì thế cả hai thống nhất qua điện thoại sẽ gặp nhau tại một ngã tư, nơi con đường dẫn ra khỏi làng, cách nhà Tiểu Khiết chừng 3 km vào đêm 27 tháng 12. Vậy nên anh ta thuê một chiếc taxi từ Tùy Châu và đợi Tiểu Khiết ở ngay nơi ngã tư đó. Trong lúc chờ đợi, anh ta sốt ruột nên đã gọi cho Tiểu Khiết nhiều lần. Tiểu Khiết đều nói rằng
cô ấy gần tới điểm hẹn rồi và còn nói thêm do trời tối quá lại không có đèn đường. Theo lịch sử viễn thông ghi lại, anh ta đã gọi cho Tiểu Khiết tổng cộng 7 lần trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 giờ 40, và Tiểu Khiết đã trả lời tất cả các cuộc gọi này. Đến 10 giờ vẫn chưa thấy Tiểu Khiết đến, anh ta gọi lại và thấy điện thoại Tiểu Khiết đã tắt. Lưu Kha liền yêu cầu người tài xế cho xe đi chậm chậm dọc theo con đường vào trong thôn để đi tìm Tiểu Khiết. Nhưng vì Lưu Kha và cả người tài xế đều không phải là người gốc thị trấn Sa Hà, nên sau khi hết quãng bê tông thì cũng không biết rẽ lối nào để tìm nhà Tiểu Khiết. Họ cố gắng chờ đợi thêm và tìm kiếm một lúc, rồi sau đó Lưu Kha đành quay trở lại thành phố Tùy Châu bằng taxi. Từ tình huống mà Lưu Kha đề cập, cảnh sát kiểm tra và thấy lời khai của anh ta cũng khớp với 7 cuộc điện thoại mà anh ta đã gọi cũng đã nghe máy. Từ tình huống mà Lưu Kha đề cập, cảnh sát kiểm tra và thấy rằng lời khai của anh ta cũng khớp với 7 cuộc điện thoại mà anh ta đã gọi và nạn nhân cũng đã nghe máy. Mỗi cuộc gọi chỉ vài chục giây. Trong trường hợp này, như Lưu Kha khai, thì anh ta có nhân chứng là người lái taxi đã chở anh ta trong đêm đó để chứng minh ngoại phạm. Nhưng Lưu Kha không nhớ được biển số xe taxi, chỉ nhớ được một vài đặc điểm về người lái xe này là cao khoảng 1m7 và da hơi ngăm đen. Cảnh sát từ những thông tin này đã tìm kiếm ở các nút giao thông trọng điểm của thành phố Tùy Châu. Và sau đó, quả thật đã tìm được người đàn ông lái taxi chở Lưu Kha trong đêm ngày 27 tháng 12. Từ định vị taxi trong đêm xảy ra vụ án, cảnh sát xác định được quãng đường và thời gian di chuyển, và cơ bản đã có thể xác định được lời khai của hai người này là chính xác, đồng thời tìm thấy một số camera ở đầu làng Sa Hà và ở trong thành phố Tùy Châu, ghi lại thời điểm họ đã quay trở về và thời gian tài xế taxi trả khách là 11 giờ 40 phút đêm hôm đó. Thành phố Tùy Châu khá xa làng Sa Hà, và căn cứ vào thời điểm tử vong của Tiểu Khiết, về cơ bản có thể loại trừ khả năng phạm tội của Lưu Kha. Người đàn ông tiếp theo nằm trong danh sách nghi phạm là Trương Tiên, một thanh niên 19 tuổi, cũng tới từ thành phố Tùy Châu như Lưu Kha. Anh ta cho biết rằng anh và Tiểu Khiết chỉ mới quen nhau qua mạng và chưa từng gặp mặt trực tiếp. Tối hôm đó, anh ta và Tiểu Khiết hẹn gặp nhau. Họ chọn địa điểm gặp gỡ là ở thị trấn Tây Hà. Cô ấy nói rằng khi nào đến thị trấn Tây Hà thì sẽ liên lạc với anh ta qua điện thoại. Vị trí của thị trấn Tây Hà là điểm nằm giữa làng Sa Hà, nơi Tiểu Khiết đang sinh sống, và thành phố Tùy Châu. Thị trấn này cách làng Sa Hà chừng 4 km. Trương Tiên đã từ thành phố Tùy Châu đến điểm hẹn ở thị trấn Tây Hà vào chiều hôm đó, đồng thời thuê một phòng trong một khách sạn nhỏ ở đây để đợi Tiểu Khiết. Trong các tin nhắn và cuộc gọi, anh ta không hề nói với Tiểu Khiết về việc đã thuê phòng. Việc anh ta đến một nơi không xa lắm, có thể đi về chưa đến một tiếng đồng hồ, lại đặt phòng khách sạn ở nơi hẹn gặp, cho thấy chắc chắn Trương Tiên đã có ý đồ gì đó với Tiểu Khiết. Đêm đó, đợi mãi không thấy Tiểu Khiết tới, anh ta cũng liên tục gọi điện cho Tiểu Khiết, nhưng đến khoảng 10 giờ thì điện thoại của Tiểu Khiết bị tắt. Sau đó Trương Tiên đã ngủ quên trong phòng và tất nhiên, chưa bao giờ anh ta gặp được Tiểu Khiết. Sáng sớm hôm sau, anh ta trả phòng và quay lại thành phố Tùy Châu. Cảnh sát đã tới khách sạn nơi Trương Tiên thuê phòng để xác nhận những thông tin anh ta khai. Tuy nhiên, chỉ có thể xác định rằng anh ta đã thuê phòng vào ngày hôm trước và trả phòng vào ngày hôm sau. Khách sạn nhỏ này có một chiếc camera, nhưng nó đã hỏng và chỉ để làm cảnh nhìn cho có chứ không xài được, nên không ai có thể khẳng định rằng đêm hôm đó Trương Tiên có rời khỏi khách sạn hay không. Do đó không thể loại trừ anh ta khỏi danh sách nghi phạm. Vậy là một cô gái 16 tuổi trong cùng một đêm hẹn gặp cùng lúc với hai chàng trai trẻ. Điều này tuy rất khó hiểu, nhưng lịch sử cuộc gọi và tin nhắn giữa hai người thanh niên này với Tiểu Khiết đều cho thấy rằng thực sự những gì Trương Tiên và Lưu Kha nói là sự thật. Lúc này khi đã có xét nghiệm DNA của mẫu tinh dịch ở thi thể của nạn nhân, cảnh sát đã so sánh với DNA của ba người đàn ông trên, nhưng kết quả là không ai trùng khớp, cũng không cho kết quả trùng với ai trên hệ thống cơ sở quốc gia. Vụ án lại đi vào ngõ cụt. Cảnh sát đặc biệt chú ý tìm kiếm trong khu vực những đối tượng từng có tiền án tiền sự, những người ra ngoài vào đêm hôm đó, những người không có bằng chứng ngoại phạm đều bị điều tra kỹ càng. Sau đó họ mở cuộc điều tra xét nghiệm DNA trên quy mô lớn đối với những người đàn ông trong làng và khu vực lân cận. Nhưng do khu vực này đàn ông thường rời làng để đi làm xa ở rất nhiều nơi, nên cảnh sát suốt một thời gian dài không tìm ra manh mối nào của vụ án. Thời gian cứ thế trôi qua đã 7 năm. 7 năm qua, mỗi lần có người lao động là nam giới lao động xa nhà về quê
đều có cảnh sát đến điều tra và đối chiếu DNA. Đến ngày 24 tháng 1 năm 2017, khi Tết Nguyên đán đến gần, Phan Hiến, 28 tuổi, là một người dân ở làng Gao Sảng ở gần thị trấn Sa Hà, đã trở về quê hương. Phan Hiến sống một mình, cha mẹ từ nơi khác tới đây làm ăn, sau đó đều đã qua đời từ sớm, chỉ còn một mình anh ta, không họ hàng, thân thích, cũng không ai quan tâm tới anh ta. Sau thời điểm xảy ra vụ việc của Tiểu Khiết vài ngày, anh ta đã đột ngột bỏ nhà đi, nhưng không ai biết anh ta đã đi đâu. Cảnh sát đã tìm kiếm tung tích của Phan Hiến trong quá trình điều tra, nhưng không thấy. Đây là lần đầu tiên Phan Hiến trở về nhà sau 7 năm. Cảnh sát ngay lập tức đến làng Gao Sảng để tìm Phan Hiến và lấy mẫu DNA của anh ta, đồng thời yêu cầu Phan Hiến không được rời khỏi nơi cư trú cho tới khi có kết quả DNA và giám sát Phan Hiến trong thời gian này. Sau khi so sánh, DNA của Phan Hiến hoàn toàn trùng khớp với mẫu DNA thu được trên thi thể nạn nhân mà cảnh sát có được lúc đó. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Phan Hiến. Sau khi thẩm vấn, Phan Hiến đã thừa nhận về tội ác năm đó. Phan Hiến kể lại rằng, vào đêm xảy ra vụ việc 7 năm trước, khi đó hắn ta mới 21 tuổi, đã có uống chút rượu với đồng nghiệp sau giờ làm việc nên hắn ta về nhà khá muộn so với mọi khi. Khoảng 10 giờ, lúc đang lái xe máy chạy qua quãng đường của làng Hà Sa trở về nhà mình ở làng Gao Sảng. Quãng đường làng này rất tối tăm, vắng vẻ, không có đèn đường và chỉ toàn ruộng lúa hai bên. Từ ánh đèn xe máy, hắn ta nhìn thấy một cô gái trẻ, chính là nạn nhân Tiểu Khiết, đang đi bộ một mình ngược đường với hắn. Phan Hiến đột nhiên có ý nghĩ xấu xa. Hắn liền dừng xe, chạy theo ghi nạn nhân lại. Hai người đã giằng co với nhau trên bờ cỏ sát đường bê tông. Sau đó Tiểu Khiết vùng thoát và lao xuống hướng ruộng để chạy trốn. Khi chạy được tầm 5 đến 6 mét, một lần nữa hắn ta lại bắt kịp được Tiểu Khiết ở giữa ruộng. Tại đây hai bên đã tiếp tục giằng co và tạo ra nhiều dấu chân dẫm đạp theo nhiều hướng xoay tròn trong khu vực ruộng cạn này. Với tương quan sức lực hơn hẳn Tiểu Khiết, hắn đã khống chế được cô gái và lôi sâu vào khu ruộng trũng cách xa đường bê tông khoảng 20 mét để thực hiện hành vi đồi bại rồi bóp cổ giết chết Tiểu Khiết. Sau khi gây án khoảng 2 ngày, hắn ta thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi địa phương giống như những người đi làm ăn xa rồi trốn đến huyện Định Biên, tỉnh Thiểm Tây. Đã vài năm trôi qua, không thấy cảnh sát tìm kiếm mình. Nghe ngóng qua thông tin từ mạng xã hội cũng như một vài người bạn cũng không thấy vụ án có thêm thông tin gì mới. Hắn ta cho rằng vụ án này đã rơi vào bế tắc và quên lãng rồi, nên đã trở về nhà sau một khoảng thời gian dài lang bạt khắp nơi. Nhưng không ngờ đã lập tức bị bắt giữ. Tháng 6 năm 2017, Phan Hiến bị tuyên án tử hình, thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Trong sự việc này, thì nạn nhân là một cô gái đang ở tuổi vị thành niên, là một lứa tuổi có sự thay đổi lớn về cả tâm lý và ngoại hình. Đây cũng là lứa tuổi bất ổn, nổi loạn nhất trong cuộc đời, khiến nhiều bậc cha mẹ lúng túng khi đối diện với con cái ở độ tuổi này. Trong hoàn cảnh của Tiểu Khiết càng dễ nổi loạn hơn, bởi vì hoàn cảnh vốn khác biệt, không sống cùng cha mẹ đẻ. Hơn nữa cha nuôi cũng đã mất sớm, chỉ có một mình mẹ nuôi, vừa lo gồng gánh kinh tế, vừa lo dạy dỗ cô gái trẻ này. Và dần dần thì mẹ nuôi của Tiểu Khiết cũng đã bất lực với sự ngang bướng của cô con gái. Bắt đầu từ việc Tiểu Khiết có mối quan hệ không đúng mực với người đàn ông lớn tuổi trong làng. Việc cô ấy bỏ học rồi tiếp tục sa đà vào mạng xã hội chỉ ở một mình trong phòng, dần dần đã nhiều lần cô gái trẻ này bỏ đi chơi đêm, tới gần sáng mới trở về. Dường như đã quá nhiều gánh nặng về áp lực cơm áo gạo tiền, cùng với việc nuôi dạy một cô con gái ương bướng đã khiến cho mẹ của Tiểu Khiết phần nào cảm thấy bất lực buông xuôi trước con gái mình. Thực ra thì các bậc phụ huynh đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con cái của họ. Nhưng mà nhiều lúc có thể là trong khi dạy bảo, có đôi lúc mà nặng lời, bất đồng do khoảng cách thế hệ thì cũng chỉ vì quá giận khi lo lắng cho con cái. Hầu hết các bạn cứ để ý trong giai đoạn nổi loạn này, những người nào mà vượt qua một cách vững vàng được thì cuộc sống sau này của họ thường rất là ổn định. Còn những người sa ngã, vướng vào những thú ăn chơi, tệ nạn, thậm chí vướng vào vòng lao lý, thì gần như cơ hội thành công sau này đã giảm xuống rất nhiều rồi. Và để có thể lấy lại được thăng bằng, có được cuộc sống tốt đẹp thì họ phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều lần. Nên đây cũng là một giai đoạn mà các bậc phụ huynh phải đặc biệt dành nhiều thời gian quan tâm đến con em của mình, dù có bận công việc tới đâu đi nữa. Thêm một điều nữa đáng chú ý trong vụ án này là quản lý trẻ vị thành niên ở tầm tuổi của Tiểu Khiết khi tiếp cận với mạng xã hội. Tuy trong vụ án, người gây án không phải đến từ mạng xã hội, mình cũng không nói mạng xã hội là xấu, bởi vì cũng có những chuyện tình cảm nên vợ nên chồng
từ việc quen nhau qua các ứng dụng chat trực tuyến, hoặc có những người bạn tốt bạn làm ăn quen từ online. Nhưng phần lớn là sẽ rất phức tạp bởi vì trên mạng xã hội, mỗi người đều có thể ẩn danh, tạo ra lớp vỏ bọc khác biệt hẳn với bản thân của họ. Mỗi người đều có một khoảng tối của riêng mình, và qua một cái màn hình máy tính, đôi khi chúng ta không biết được rằng chúng ta đang nói chuyện với ai, người đó có những toan tính gì, mục đích gì, và đặc biệt với tầm tuổi vị thành niên càng phải kiểm soát tốt vấn đề này. Vì tâm lý và nhận thức ở độ tuổi này dở ương ương, khôn chưa hẳn khôn mà dại cũng không hẳn là dại, lại dễ yêu đương và bị chi phối nhiều bởi cảm xúc. Mặc dù trong vụ án này người gây án không phải là người đến từ những mối quan hệ từ mạng xã hội, nhưng mục đích ban đầu mà Tiểu Khiết rời khỏi nhà chính là để gặp một trong những người bạn từ mạng xã hội này. Và ít nhất thì cũng có một người có ý đồ không tốt đẹp lắm với cô ấy, như anh chàng Trương Tiên đã thuê khách sạn ở thị trấn Tây Hà chẳng hạn. Và Tiểu Khiết đã gặp nạn rồi mất mạng trên đường đi, trước khi đến với kiếp nạn tiếp theo với người bạn hẹn gặp qua online này. Một cô gái mà thường xuyên đi chơi ban đêm qua những quãng đường vắng vẻ như vậy, không lần này thì lần khác cũng sẽ rất dễ gặp nạn thôi các bạn. Nó giống như cái câu nói, đi đêm lắm cũng có ngày gặp mà. Có thể nói là do lối sống của Tiểu Khiết, cô ấy cũng còn rất trẻ người non dạ. Đôi khi cô ấy chỉ nghĩ rằng đi chơi khuya một chút, đi chơi với nhiều người vui một chút cũng chẳng mất mát gì. Nhưng Tiểu Khiết không lường được cuộc sống ngoài kia phức tạp và nguy hiểm như thế nào đối với những cô gái trẻ có lối sống ham vui như vậy. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.